Xin chào các bạn đã đến với Ra Rạp Xem Gì. Và đã lâu lắm rồi thì bọn mình mới lại trở lại với chương trình này. Và hôm nay sẽ là một bộ phim đang rất hot ngoài rạp, đang làm mưa làm gió ngoài rạp. Và xứng đáng cho sự quay trở lại của bọn mình, đó chính là Cô Bạn Sài Gòn. Nằm nghe sóng vô từng lớp xưa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Biển xanh ca chết, sóng hòa nhịp ánh. Và nhắc đến bộ phim Cô Ba Sài Gòn thì nghe tên thôi thì đã biết là bộ phim lấy bối cảnh là Sài Gòn, và cụ thể là Sài Gòn những năm 60. Đan xen vào đó là Sài Gòn, hay gọi cách khác là một tên gọi mới là Thành phố Hồ Chí Minh ở thế kỷ 21, tức là năm 2017 hiện tại, với rất nhiều tòa nhà cao tầng, xe cộ đi lại đông đúc. Và đồng hành với cái bối cảnh là về Sài Gòn như thế thì là một trang phục truyền thống quen thuộc với người Việt Nam, đó chính là những áo dài truyền thống và những cái trang phục hiện đại là Âu phục. Khi mà mình bắt đầu biết là Hồ Thanh Vân bắt đầu cái dự án Cô Ba Sài Gòn này thì những cái teaser, những cái trailer, những cái poster về cái phong cách ngày xưa thì mình rất là thích. Mình gọi cái đó gọi là phong cách pop art hay là phong cách urban, Việt Nam urban hoặc Việt Nam vintage chẳng hạn, tức là nó vừa vintage nhưng nó vừa Việt Nam, mix một chút của Việt Nam, của Pháp, của Mỹ. Không những thời trang mà cái hơi hướng của thập niên 60 nó đang quay trở lại. Là mình thì người trẻ nhưng mà luôn dành một tình yêu cho mấy cái đồ kiểu cũ, cho nên mình rất là hào hứng với cái bộ phim này. Tuy nhiên thì cái bộ phim này không phải chỉ là bối cảnh xưa đâu. Và bộ phim thì là một câu chuyện nói về Cuba thì một Cuba kiêu kỳ và chảnh chọe, và cũng là truyền nhân duy nhất của tiệm may Thanh Nữ, một tiệm may mà đã có đến 9 đời cái áo dài tại Sài Gòn. Và Cuba chảnh chọe này thì lại có một niềm đam mê và rất là hứng thú với những bộ Âu phục hiện đại rồi sang chảnh, mà quên đi mất cái giữ gìn cái truyền thống của gia đình mình. Và những cái mâu thuẫn giữa cô và gia đình bắt đầu nổi lên từ đây. Và sau đó thì là một hành trình xuyên không mà đưa Như Ý đến với hiện tại, đến với năm 2017. Trước khi đi xem phim mình chẳng tìm hiểu một cái gì cả, và mình lờ mờ đoán là đây có thể là một bộ phim kiểu cổ trang. Ngày xưa người ta may áo dài như thế nào, rồi kỳ công ra sao. Tưởng tượng như nó giống như cái bộ phim lịch sử thời trang thập niên 70. Em lại tưởng tượng ra như thế. Nhưng mà đến khi xem cái bộ phim này thì mình thấy là đây được xem là một cốt truyện khá là hay. Khi mà vừa có cổ xưa này, vừa mang được đến hơi thở hiện đại. Tại vì là một cái bộ phim mà 100% bối cảnh ngày xưa thì em nghĩ là chưa chắc nó đã hay. Cái lúc đầu khi mà em xem đến cái mâu thuẫn giữa hai mẹ con nhà tiệm may Thanh Nữ ấy, thì cũng cảm thấy là không hiểu là cái bộ phim này nó sẽ nói về vấn đề gì nếu như mà vẫn tiếp tục ở cái bối cảnh cũ đấy, và với cái mâu thuẫn đấy vẫn là những chiếc áo dài. Cảm thấy là mình đã biết trước ấy, kiểu cảm thấy là nó sẽ là những vấn đề như thế. Nếu mà không có một cái cốt truyện hiện đại nó đan xen vào, đúng không? Thực ra cái cốt truyện hiện đại đấy thì nó cũng là một cái điều mà rất là thú vị trong phim, nhưng mà thực ra là cái màn xuyên không đấy nó hơi điêu thật. Các cảnh mọi thứ đều rất thật, tự nhiên có một cái chi tiết nó hơi ảo ấy, là mình kiểu giật mình. Cái bản mà bị quay trở lại quá khứ với cả đến tương lai ấy thì nó không có gì là mới cả. Tuy nhiên thì có thể chọn cách làm khéo hơn, ví dụ như là bộ phim Em Là Bận Nội Của Anh, đúng không? Chụp ảnh một cái là bị biến luôn, công nhận. Có những cái bộ phim Sinh Nhật Chết Chóc tỉnh dậy một cái là bị biến lại về quá khứ luôn, cứ lặp đi lặp lại cái ngày đấy. Nó sẽ khéo hơn là cách làm kỹ xảo của Ngô Thành Vân. Nhưng mà em biết là chị Vân lúc nào cũng thích làm kỹ xảo mà, nếu phim tổng cáo không? Nó kinh khủng hơn bây như này nhiều. Nhưng mà nói chung là cái đấy có thể bỏ qua. Quay trở lại hơi thời hiện tại, tức là năm 2017. Phần giữa của bộ phim nó là một món quà mà dành tặng cho giới thời trang, giới điêu mộ ở trong nước. Tại vì mình có quan tâm ít nhiều về cái giới thời trang, mình có follow các anh chị stylist rồi sản xuất các thứ ấy, thì chắc chắn là người làm trong giới thời trang sẽ rất vui khi xem cái bộ phim này. Nó tiểu tiết đến những cái lời thoại, nào là concert, rồi concept, rồi deadline, rồi các hãng thời trang như là Gucci, Dior, các thứ. Rồi nó lồng cái kiến thức của thời trang này, lồng cái câu chuyện vui ở trong nghề ấy. Những cái thường ngày của họ, đúng không? Cái thường ngày của họ mình thấy là rất là hay. Và những người mà làm trong giới thời trang thì chắc chắn là sẽ yêu quý cái bộ phim này. Cái bối cảnh hiện đại thì em cảm thấy nhân vật Helen, nhà thiết kế Helen chính là do Diễm My Chí Ních chủ vai. Thì em thấy đây là một cô nàng đúng là khắc họa được hết
cái đặc điểm của một cô nàng hiện đại này, vào vai rất là trơn tru, hết ra lửa. Gu ăn mặc thì đẹp. Khuôn mặt cũng biểu đạt được đúng cái sự quyền lực của mình ấy, từ cách trang điểm, cách ăn mặc cho đến thần thái, mọi thứ đều rất là thoại, cũng rất là hay nữa. Rất là hay. Đã chạy cườm thì không cần lật nếp, còn muốn lật nếp lỗi chỉ để tạo kiểu thì đi theo hướng pastiche, ghép từng miếng một, dùng nhung khôi đu roi cho đứng mẫu, ghép gân chéo nhau. Chuyện vậy mà cũng hỏi. Dạ, em sẽ nói anh Hiển làm lại liền. Cả là diễn My thì mình thấy là có vẻ như là vào những cái vai như thế này, cá tính rồi là quyền lực một tí, nó sẽ hợp hơn là những cái vai mà kiểu như là đài cát, đoan trang, nhẹ nhàng ấy. Diễn My từng là thủ một cái vai người phụ nữ quyền lực và hiện đại ở trong phim đấy là Làm Chiêu. Tuy nhiên thì bộ phim đó mình thấy là khá mờ nhạt, và trong Cô Ba Sài Gòn với nhân vật Helen, Diễm My là một sự vượt bậc ở trong diễn xuất này. Có thể là cái vai nó phù hợp hơn, rồi cái tạo hình nó tốt hơn. Và một nhân vật nữa, một nhân vật mà mình cực kỳ yêu thích ở trong bộ phim này. Nhà sản xuất thì đã giấu nhân vật này đến tận phút chót, và các bạn có thể thấy là hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thì ở trên các poster của bộ phim này, nhưng mà trong trailer thì không hề xuất hiện. Và bọn mình sẽ bật mí cho các bạn một tí, đấy là cô Hồng Vân chính là như ý của tương lai, như ý của năm 2017. Cô Hồng Vân thì là một diễn viên mà khi mà nhìn thấy mặt là người ta đã cảm thấy là có cảm tình với cả cái tác phẩm mà cô ấy tham gia. Thì trong bộ phim này quả là không thất vọng khi mà cô đã trở lại và có được những cái giai điệu làm cho có những cái giây phút mà mình cảm thấy đang căng tự nhiên lại được hài một chút, xong rồi nó lại quay trở lại nhịp cũ ấy. Tức là vừa có được cái độ hài hước nhất định mà vừa có được cái phút lắng xuống ấy, thì làm cho bộ phim nó có nhịp điệu hơn. Nhân vật chính là nhân vật Cô Ba Sài Gòn những năm 60. Thì em lại cảm thấy diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc ở trong phim này chưa quá nổi bật. Tức là không phải là không tốt, đã tốt rồi nhưng mà không có gì nổi bật. Ninh Dương Lan Ngọc có khả năng nhập vai nào cũng rất là tròn cái vai đấy. Tuy nhiên thì ở trong Cô Ba Sài Gòn mình thấy Ninh Dương Lan Ngọc không có gì đột phá này. Vẫn làm tròn vai thôi, vẫn là tốt thôi, nhưng mà mình không ấn tượng nhiều. Đúng rồi, so với những thiếu một cái gì đấy. Cần sự nội tâm hay là cần sự chuyển biến về cảm xúc thì mình thấy là không được nhiều. Có thể là bộ phim này nó có quá nhiều nhân vật và những vai diễn kiểu phải chia nhỏ cho nhau ấy, cho nên là chưa thể hiện được hết như là mong đợi. Chứ còn mình thì mình thấy là trong vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc thì cái biến hóa của Ninh Dương Lan Ngọc trong cả hai nhân vật đấy thì mình thấy đều là ổn mà. Thì trong phim này hình tượng Ngô Thanh Vân vẫn rất đẹp. Không được Sài Gòn xưa cho lắm, nhìn hiện đại quá. Người mặc áo dài thực sự là rất đẹp ý. Nhưng mà mình thấy Ngô Thanh Vân ở trong này hơi giống cô giáo. Một cô giáo nghiêm khắc. Nhưng mà chẳng hiểu sao lại là thợ may. Thì Ngô Thanh Vân là một người rất là hiền ở trong phim, rất là nhu nhược ở trong phim, chứ không ghê gớm như là gì ghẻ ở trong Tấm Cám. Và đó là những điểm mà mình thấy là ổn và khá là ấn tượng ở trong bộ phim này. Còn ngoài ra thì có một số điểm mình thấy hơi bất hợp lý một chút ở bên cạnh cái điểm tốt. Về cái quá trình ý, thì như phim này hơi cắt bớt quá trình. Như cái phần mà cô Ba Sài Gòn học may áo dài, diễn biến tâm lý làm khá là tốt, nhưng mà cái phần diễn biến thực sự khi mà quá trình cô ấy học may ý, thì lại cảm thấy hơi dễ dàng khi mà làm một cái là thành công ngay. Chưa thấy sự thất bại. Muốn đẩy cái việc may áo dài là một nghề cao quý và một cái sự khổ luyện thì cần phải có những cái cảnh may khổ luyện, kiểu như là may đi may lại rồi kim khâu nó đâm vào tay rồi thức đêm dậy sớm này kia, nhưng mà cái đoạn may áo dài cũng bị cắt, làm cho người ta nghĩ là nếu mà truyền nhân mà may áo dài dễ thế thì ai làm truyền nhân được. Căn bản là thực ra là có khả năng, có tố chất rồi. Thần đồng rồi. Và bộ phim này có một điểm trừ đấy là để nói về nữ quyền. Thế độ mẫu hệ ấy nhỉ? Không một bóng dáng nào đâu. Có xuất hiện một nhân vật nhưng mà là một nhân vật lấp ló thôi. SD xuất hiện trong bộ phim để quảng cáo gà rán Popeye và Galaxy S8. Đúng rồi. Đấy cũng là một điểm chê. Đấy là mình trừ tại vì quảng cáo quá lộ liễu. Đã không có đàn ông rồi được một ông ra thì ông đi đóng quảng cáo. Đây là một phim về thời trang mà, cho nên là chụp ảnh rất nhiều. Khi mà đưa Galaxy S8 lên để mở khóa mở mắt và chụp ảnh thời trang thì cảm giác hết lên. iPhone X. Thất bại. Quá là thất bại luôn. Và một số cái thương hiệu xuất hiện ở trong bộ phim này như là Thủy Design House thì nó rất là hợp lý này. Nhưng mà những thương hiệu như là Juno rồi mascara rồi già lắm Popeye rồi các thứ ấy, nó làm cho cái bộ phim nó bị quá là hiện đại. Và một cái điểm mà mọi người chê khá là nhiều, bộ phim này bị nói là copy một cách trắng trợn bộ phim Devil Wears Prada, Yêu Nữ Hàng Hiệu. Mấy cân khoe những cái cần khoe, che những cái cần che nha. Gặp lại.
chạy cườm thì không cần lật nếp. Còn muốn lật nếp lộ chỉ để tạo kiểu thì đi theo hướng pastiche, ghép từng miếng một. Dùng nhung khôi đu roi cho đứng mẫu, ghép gân chéo nhau. Chuyện vậy mà cũng hỏi. Dạ, em xin anh Hiển làm lại liền. Copy từ cái tạo hình của nhân vật Diễm My, tức là người đàn bà quyền lực trong giới thời trang. Từng cái cách cử chỉ, rồi quần áo, mọi thứ, cho đến cách xuất hiện cũng y chang. Và cái nhân vật như ý 2017 khi mà hòa nhập với cái cuộc sống hiện đại cũng là học theo luôn. Mình thấy cũng hay, bộ phim Công an Sài Gòn đưa cái cảnh đấy vào làm mình quay trở lại tìm xem cái bộ phim Yêu Nữ Hoàng Hiệu. Và mình thấy bộ phim đấy rất là hay, các bạn nên xem cái bộ phim đó. Cái lời thoại ở trong phim giống như là những cái kiến thức thời trang ấy, kiểu cố tình đưa vào để cho kiểu nhân vật chuyên nghiệp hơn ấy, kiểu thể hiện đẳng cấp ấy. Nhưng mà hơi gầu, kiểu hơi chẳng. Và mình thấy là cái văn phòng Helen ở trong bộ phim Cô Ba Sài Gòn so với cái văn phòng Runway ở trong bộ phim Devil Wears Prada thì nó rất là một trường luôn ấy. Một bên là rất là tinh tế, nó hơi bitchy một chút nhưng mà nó rất là tinh tế và đúng kiểu giới thời trang. Còn ở văn phòng Helen ở bộ phim Cô Ba Sài Gòn thì có những cái nhân vật như là Tùng Leo, rồi Hải Triều, rồi nói chung là có mấy cái nhân vật làm trong giới thời trang ấy, mình thấy là bị lố, bị đồng bóng quá mức. Và mà trong khi thì trông chẳng có gu gì cả. Cảm thấy một hình ảnh hơi hạ thấp của giới thời trang trong nước. Thật ra các cảnh quay ở trong phim cũng làm cho người xem rất chóng mặt. Thật sự bộ phim này thực ra em thấy quay ở thành phố Hồ Chí Minh không đẹp lắm. Nó không đẹp bằng bộ phim Yêu của Chipu, không đẹp bằng MV Volonté Nhau Ra của Sơn Tùng, không đẹp bằng phim Chàng Trai Năm Ấy của đạo diễn Quang Huy. Để chơi bộ phim này thì xem bộ phim này để biết về áo dài, biết về một chút thời trang, biết về một cái văn hóa ngày xưa nó gọi là Hoàng Ngọc Viễn Đông. Bộ phim này ngoài quần áo ra còn âm nhạc, còn những điệu nhảy. Không biết hiểu là nó tiệp với nhau một cách có hoàn hảo hay không, nhưng mà đưa đến cho mình một cái cảm giác là rất muốn xem và còn rất muốn xem lại. Nhất là ở cái cảnh ở cuối phim ý. Mình sẽ không nói đó là cảnh gì, tuy nhiên thì đó là một cái cảnh mà làm mình thấy đây là một phim rất là dễ thương. Và dù cho nó có như thế nào thì đây cũng là một phim rất là đáng xem. Và các bạn phải một lần ra xem cái bộ phim Việt này ở ngoài rạp. Và đó là những cảm nhận của bọn mình về bộ phim Cô Ba Sài Gòn, một phim đang rất hot ở ngoài rạp. Còn các bạn có những cảm nhận như thế nào, hãy đi xem và để lại xuống bên dưới phía comment cho bọn mình nhé. Và nếu muốn bọn mình tiếp tục nêu lên những cảm nhận của bọn mình về những bộ phim khác thì cũng hãy để lại comment xuống bên dưới. Và các bạn nhớ là hãy mua vé và ra rạp để xem phim, chứ đừng coi qua cái bản cam rồi ra livestream. Đừng giết chết phim Việt. Đúng, hãy ủng hộ phim Việt. Ủng hộ em channel nhá. Subscribe. Sớm ra được 1 triệu sub. Bye bye. Chào hẹn lại.